Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thị xã Quảng Yên. Sau đây là những nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã tổ chức kỳ họp thứ 2 nghe báo cáo kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014. Đoàn doanh nghiệp Nhật Bản khảo sát tại khu công nghiệp Đông Mai. Giao ban công tác dân số 6 tháng đầu năm 2014. Trao tặng bò giống, lợn giống cho các hộ nghèo tại ba xã Hiệp Hòa, Tiền An và Sông Khoai. Phần cuối chương trình là ghi nhận của phóng viên, khả năng tái sinh của giống lúa CXT30 cho thu hoạch cao trên đất Sông Khoai. Sau đây là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Công điện về việc triển khai chủ động ứng phó với bão Yamasun. Vào hồi 15:30 ngày 15 tháng 7 năm 2014, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Quảng Yên, điện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã. Thực hiện nội dung công điện số 01 CDTU ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh. Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 15 tháng 7, vị trí tâm bão Yamasun ở vào khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc, 124,7 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, tức là từ 134 đến 149 km một giờ, giật cấp 15, cấp 16. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 16 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc, 120,5 độ Kinh Đông. Trên khu vực phía nam đảo Luzon, Philippines, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, tức là từ 103 đến 133 km một giờ, giật cấp 14, cấp 15. Bão Yamasun có tốc độ di chuyển nhanh và còn có diễn biến phức tạp. Để chủ động đối phó với bão, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã. 1. Thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. 2. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, giữ thông tin liên lạc với các chủ tàu thuyền để kịp thời xử lý khi có tình huống xấu xảy ra. 3. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu. 4. Tổ chức trực nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động đối phó và xử lý kịp thời khi có tình huống. Thường xuyên báo cáo kết quả triển khai về Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã. Phó trưởng Ban Phòng chống lụt bão thị xã Đặng Tiến Hải. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần tin. Ngày 15 tháng 7, Mặt trận Tổ quốc thị xã tổ chức kỳ họp thứ 2 khóa 19 để nghe báo cáo kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Vũ Văn Tấn, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy dự và phát biểu chỉ đạo. Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm. Cụ thể, Mặt trận Tổ quốc từ thị xã đến cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và vận động các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá. Triển khai cuộc vận động Ngày vì người nghèo nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng quỹ vì người nghèo, xây dựng chuyên đề công tác, vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đặc biệt là công tác nắm tình hình, tư tưởng nhân dân, tuyên truyền chủ quyền biển đảo của Việt Nam về âm mưu độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Khi Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương 981 và nhiều tàu vũ trang, máy bay quân sự vào vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Vận động nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào đường lối đấu tranh đúng đắn bằng biện pháp hòa bình của Đảng và Nhà nước, không tham gia biểu tình, không có hành động quá khích. 6 tháng cuối năm, Mặt trận Tổ quốc thị xã tiếp tục tăng cường củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chăm sóc lúa, hoa màu, phòng chống dịch bệnh, công tác giải phóng mặt bằng, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Vũ Văn Tấn, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đánh giá cao những kết quả Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thị xã đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2014. Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc thị xã tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền trong nhân dân về hiến pháp và luật đất đai sửa đổi, quan tâm đến công tác tôn giáo và giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra ngay tại cơ sở. Nhân dịp này, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen cho một tập thể và ba cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2013. Ngày 16 tháng 7, đoàn doanh nghiệp Nhật Bản của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản đã có chuyến thăm và khảo sát tại khu công nghiệp Đông Mai nhằm đánh giá lại môi trường đầu tư của Quảng Ninh và tăng cường thu hút doanh nghiệp Nhật Bản. Cùng làm việc với đoàn, về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo thị xã có đồng chí Trần Đức Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.
Tại buổi khảo sát, đoàn doanh nghiệp Nhật Bản đã tham quan cơ sở hạ tầng và dây chuyền sản xuất của khu công nghiệp Đông Mai. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cùng trao đổi với đoàn doanh nghiệp thông tin về những chính sách ưu đãi dành cho các nhà đầu tư nước ngoài của tỉnh Quảng Ninh, cũng như các tiềm năng lợi thế của Quảng Ninh trong phát triển công nghiệp. Đồng chí cũng khẳng định, Nhật Bản là đối tác chiến lược của Quảng Ninh và cam kết tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đào tạo, đầu tư hệ thống giao thông để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh thuận lợi. Tại buổi giao lưu tiếp xúc với các thành viên đoàn doanh nghiệp Nhật Bản, đại diện chủ đầu tư của khu công nghiệp Đông Mai là công ty Vigala Seja đã giới thiệu khái quát về khu công nghiệp Đông Mai, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống kho vận, vị trí địa lý và cam kết sẵn sàng giao quỹ đất sạch cho các nhà đầu tư trong quý 3 năm 2014. Một trong những doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư vào khu công nghiệp Đông Mai là công ty trách nhiệm hữu hạn Izaki Hải Phòng Việt Nam cũng giới thiệu về dự án của nhà máy sản xuất hệ thống dây dẫn và cụm thiết bị điện ô tô với tổng vốn đầu tư đăng ký là 35 triệu USD. Ông Takashi Kawai, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Izaki Hải Phòng Việt Nam cho biết, quyết định đầu tư vào khu công nghiệp Đông Mai được xem là một sự đầu tư rất khả quan bởi khu công nghiệp Đông Mai có hạ tầng tốt, giá rẻ, lao động dồi dào và đặc biệt là thuận lợi về giao thông. Phía công ty Izaki cũng khẳng định Quảng Ninh là nơi lý tưởng để đầu tư bởi Quảng Ninh đáp ứng đủ các điều kiện về vị trí địa lý, nguồn nhân lực, hệ thống giao thông và các chính sách thu hút đầu tư. Bằng những tiềm năng và lợi thế sẵn có, khu công nghiệp Đông Mai sẽ tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư. Khi đi vào hoạt động sẽ trở thành động lực cho sự phát triển chung của toàn tỉnh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tăng tỷ lệ đóng góp của công nghiệp trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thúc đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, đô thị hóa vùng của tỉnh Quảng Ninh. Ngày 16 tháng 7, Ban chỉ đạo công tác dân số kế hoạch gia đình thị xã tổ chức hội nghị giao ban công tác dân số kế hoạch gia đình thị xã 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, trưởng ban chỉ đạo dự và chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, công tác dân số kế hoạch gia đình trên địa bàn thị xã được triển khai thực hiện đồng bộ giữa các ban ngành đoàn thể và địa phương. Các mô hình nâng cao chất lượng dân số như mô hình can thiệp giảm thiểu mất giới tính khi sinh, mô hình tư vấn chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng và chương trình sàng lọc trước sinh tiếp tục được triển khai và duy trì tốt. Việc thực hiện các chỉ tiêu dân số kế hoạch gia đình 6 tháng đầu năm đều đạt trên 50%, như cấy tránh thai 10 trên 20 ca, tiêm tránh thai 73 trên 150 ca, dụng cụ tử cung 497 trên 900 ca. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm, công tác dân số kế hoạch gia đình trên địa bàn thị xã vẫn còn một số tồn tại, như công tác tuyên truyền vận động ở một số xã phường chưa hiệu quả, việc nắm bắt, rà soát và tư vấn các đối tượng có nguy cơ sinh cao chưa kịp thời, nhận thức của một bộ phận nhân dân cán bộ chưa tích cực, dẫn đến vẫn còn trường hợp vi phạm chính sách dân số. 6 tháng đầu năm, Trung tâm Dân số kế hoạch gia đình thị xã tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền về công tác dân số kế hoạch gia đình, đặc biệt là các xã đảo có mức sinh cao, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tổ chức các buổi tư vấn truyền thông, lồng ghép, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, bà mẹ trẻ em, kế hoạch gia đình. Phát biểu tại buổi giao ban, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, trưởng ban chỉ đạo, đánh giá cao nỗ lực của ngành dân số từ thị xã đến cơ sở. Đồng chí cũng yêu cầu, trong thời gian tới, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tiếp tục rà soát các đối tượng để có kế hoạch vận động phù hợp, chú trọng công tác tuyên truyền trong các doanh nghiệp có đông công nhân nữ đang trong độ tuổi sinh đẻ. Đặc biệt, phải phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch dân số năm 2014. Nhằm mục đích nhân rộng các mô hình giảm nghèo, giúp đỡ các hộ nông dân thoát nghèo bền vững, ngày 15 tháng 7, Phòng Lao động Thương binh Xã hội thị xã đã tổ chức trao tặng bò và lợn giống cho các hộ gia đình nghèo ở xã Hiệp Hòa, Tiền An và Sông Khoai. 28 con bò giống đã được trao tặng cho 28 hộ nghèo của xã Hiệp Hòa và xã Tiền An, mỗi con bò trị giá trên 14 triệu đồng. Trước khi nhận con giống, các hộ gia đình đã được cán bộ của trạm khuyến nông thị xã hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phương pháp phòng trừ dịch bệnh cho con vật nuôi, cách phối giống khi bò đến thời kỳ sinh sản. Ngoài ra, các gia đình còn được hỗ trợ ban đầu về thức ăn chăn nuôi, kinh phí làm chuồng trại. Có con giống, các hộ gia đình đều vui mừng phấn khởi. Xin cảm ơn tức là chính quyền của tỉnh, huyện, rồi xã. Tôi là Phạm Văn Thang ở hộ nghèo, tôi được nhà nước ưu tiên cho tôi được một con bê đem về chăn đắp. Tôi cảm thấy sung sướng ở trong lương tâm của tôi lắm. Gia đình em rất vui và cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến những hộ nghèo như gia đình chúng em ạ. Em hứa sẽ nuôi cho bò sinh sản tốt để vươn lên thoát nghèo ạ.
dựa trên việc khảo sát nhu cầu của các hộ gia đình và tùy thuộc vào đặc thù của từng vùng mà việc phân bổ con giống của từng xã phường lại khác nhau. Tại xã Sông Khoai, 10 hộ gia đình nghèo đã được trao lợn giống, mỗi hộ gia đình 2 con. Việc nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp đỡ những hộ nông dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhanh chóng thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống. Dựa trên cơ sở chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi có năng suất chất lượng cao và sản xuất, người dân sẽ có thêm việc làm, từ đó góp phần nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, giống lúa CXT30 do Phó Giáo sư Tiến sĩ Anh hùng lao động Tạ Minh Sơn lai tạo, vụ đông xuân 2014 đã được trồng khảo nghiệm tại xã Sông Khoai và cho hiệu quả rất tốt. Một số hộ nông dân ở xã Sông Khoai đã để lại một phần diện tích lúa chết để kiểm nghiệm hiệu quả của giống lúa này, ghi nhận của phóng viên Đài truyền thanh truyền hình thị xã. Vụ đông xuân năm 2014, gia đình anh Đinh Thái Sơn, thôn 11, xã Sông Khoai đưa vào gieo cấy hai giống lúa là BC15 và CXT30. Thu hoạch vụ đông xuân vừa rồi, riêng diện tích 6 sào cấy giống CXT30 đã cho năng suất 2,7 tạ trên một sào. Đặc biệt, anh không phun bất kỳ một loại thuốc bảo vệ thực vật nào trên diện tích lúa này. Anh Sơn rất phấn khởi vì lúa cho năng suất cao mà lại không tốn công chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Thấy được những ưu điểm vượt trội của giống lúa CXT30, anh Sơn quyết định để lại hai sào lúa tái sinh, địa phương gọi là lúa chét, để theo dõi. Sau 40 ngày cho thấy khả năng tái sinh rất mạnh và cho thu hoạch vụ kế tiếp, năng suất bằng nửa vụ chính. Năm nay là tôi cấy tổng diện tích của gia đình là 1,5 mẫu, thì trong đó là tôi cấy 6 sào giống CXT30. Thì trong đó là cái thu hoạch của cái TXC30 là đạt được 2 tạ 75 cân. Thế sau đó là tôi để cái diện tích rạ còn lại để tôi làm lúa chét thí điểm. Thì vừa qua là riêng cái vụ lúa chét của chúng tôi là cũng khả quan đánh giá là nó nằm ở cỡ khoảng 1 tạ 2 cho đến 1 tạ 30 kg trên sào. Thì đặc biệt là giống CXT30 này nó có một cái khả năng chống chịu sâu bệnh rất tốt. Là một, hai nữa là nó là giống cực ngắn ngày, mỗi một vụ trung bình là nó 85 đến 90 ngày, cho nên là rất phù hợp cho cái việc để làm lúa chét ở đồng đất Sông Khoai. Thì riêng về việc làm lúa chét thì chúng tôi có đầu tư chi phí duy nhất là chỉ có 2 kg đạm trên một sào và công trông nom vịt. Còn lại nếu tính thu nhập thì chúng tôi hạch toán là mỗi một vụ lúa chét này là trừ chi phí tất tận cả các thứ là chúng tôi cũng có lãi được khoảng tầm 900.000 trên một sào. Cũng như anh Sơn, rất nhiều bà con xã Sông Khoai mê giống CXT30. Điều khiến bà con thích nhất là CXT30 cực ngắn ngày, sau khi gieo cấy khoảng 90 ngày là có thể thu hoạch. Như vậy, thời gian chuyển vụ rất đảm bảo, hiệu suất quay vòng đất rất cao. CXT30 là cái tên còn khá mới, đây được coi là bộ giống đầu tiên tổng hợp rất nhiều gen, mang nhiều ưu điểm vượt trội. Đó là cực ngắn ngày, tiềm năng năng suất cao 8-9 tấn trên hecta, năng suất thực thu 6-7 tấn trên hecta. Hạt gạo dài, cơm ngon, chống chịu được nhiều loại sâu bệnh chính như đào ôn, hô vằn, bạc lá, thích ứng rộng với nhiều vùng sinh thái khác nhau. Đặc biệt, giống lúa này sinh trưởng rất tốt ngay cả khi được trồng trên chất đất chua mặn của địa phương. Phó giáo sư tiến sĩ Tạ Minh Sơn, tác giả nghiên cứu giống lúa CXT30 cho biết, đây là giống thơm nhẹ, gạo trong, dài, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Đến nay, giống lúa này đã được sản xuất khảo nghiệm ở nhiều tỉnh thành trên cả nước với nhiều vùng sinh thái khác nhau đều đạt hiệu quả cao. Dù mới đang trong quá trình khảo nghiệm, nhưng với những ghi nhận từ bà con nông dân cũng như các nhà khoa học, thì CXT30 được xem là một tín hiệu tốt cho nền nông nghiệp nước ta, là một hướng đi mới đầy tiềm năng cho người nông dân. Chương trình thời sự của Đài truyền thanh truyền hình thị xã Quảng Yên xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.